một bên nữa. Rồi sống một à, không không, chị sẽ gắn bên này đi, tại vì bên này em có nơ. Quay bên này mới thấy mặt nó nè. Bên này có nơ rồi. Ngồi quá lắm với bà con của bác. Đầu dễ sống mũi được nữa. Ở bên kia anh Phúc chưa mất cấp hả? Ừ. Mất. Anh có vậy gái luôn rồi. Mất bên đó tim nó Phúc không mất cấp hả? Bên đó là ai chạy? Bên đó là ai chạy? Ai ngồi? Chạy xe. Đâu, em là em chở luôn á. Anh Độ, xe của anh chở được hai người không? Chở ba cũng à, không chở ba không có được, tại đây cũng là xe gắn máy. Chị dạ anh ơi, anh Đồ sẽ chở sao mà mấy cái dầm với mấy cái ốc vít đó nó dầm vô mông của nó rồi. Ok chưa, mic đầu đâu gắn đây hả, rồi mở ra chưa vậy, chắc cuốn không. Alo đi, alo rồi sao nghe ông cố dạ sao tiền mày gắn xuống lên đây đi, gắn là cái dây bên hông này nè, có dây không? Có dây mà. Không. Không có dây luôn hả? Ủa không có dây. Không dây gắn bên trong. Ôi mà con có mắt men vậy luôn pin gắn. Xin tay cả. Kệ vậy đi cho tiếng nó rõ. Chứ để dưới nó ấy lắm. Cái gì mà nói cả đó được. Là này là đúng, hôm nay là phát huy được. Được chưa, được chưa? Mai mình kiếm thêm mấy cái má hồng đồ thêm không? Bà Linh đồ không? Thêm. Ông Ánh đồ không? Không chị thấy được rồi, được rồi, được rồi. Cho em má hồng thêm gì? Được rồi, hồng vậy được rồi. Ông Ánh không? Chị có đồ ông Ánh không? Không, ông Ánh để trong vali rồi. Chị ơi, nhưng mà nó hơi đen đó chị. Hơi luôn hả? Nhìn nó hề, nhìn chị em. Ủa, nhưng mà Tuấn lên rất đẹp đúng không chị? Tuấn là người con gái khác em là Tây Nguyên được không? Em gái Tây Nguyên. Ê, ai có Tây Nguyên đang đứng đây nha, hai Tây Nguyên đây. Đứng đây nha. Nè, em gái Tây Nguyên ta đẹp vậy nè. Đây. Tây trời ơi, em Khmer nhím. Mà sao cái tay gân quá gân rồi. Anh Độ ơi, qua đây, hai bạn qua đây. Cái mà tập tại tập. Anh Độ. Anh qua đây, Tuấn Thành Tuấn qua đây với đây cho anh Độ lựa. Để Phước. Cái gì nữa? Phước ơi, Phước, qua đây Phước. Qua đây đứng đây cho anh Độ lựa. À, dạ, anh đứng dậy. Không, Phước luôn á, Phước luôn á. Đợi lát lên nè. Một trong hai đứa. Ok không? Ok chưa? À, chết rồi, tự nhiên em tháo em cho nó mượn chi giờ em thua kém quá nè. Không. Sao anh Độ? Ê, quên, không có sừng sững không? Chị sẽ đẩy thôi. Sao Độ quá à? Đâu, nhảy mặt mặt coi. Ờ. Không có cái gì để nhảy. Nhảy á. Chiến này phải đã, có tật mà chuyển bại thành liệt, chuyển liệt thành sụi luôn rồi. Sao Độ? Chín trời. Nè, chuẩn bị bài vở đồ hát đồ chưa? Rồi loa đồ phát thanh đồ ok chưa? Ê, tháng nữa chắc bà con cô bác ngỡ ngàng lắm đó tụi bố. Cái điện thoại để phát ấy đâu chưa? Chưa, con nhỏ chạy ngang qua. Quảng cáo cho vợ mới sắp tới, quảng cáo hay lắm nha. Dạ, dạ, nó mới còn ngỡ đâu ra. Em ca con nào? Em ca con nào nữa trời. Đúng rồi, ca con đôi là chủ lỗi luôn á. Em ca chủ lỗi nào? Hôm nay không ngơ, không chở được hai chứ không tổng hai. Anh Minh. Đúng rồi. Anh coi có chú hồn. Dạ biết. Không đủ rồi. Chú hồn tải anh đào tự dọc hết nguyên. Trời ơi. Nó đi nó cái gì? Cái lương. Lương hồn quá. Không biết là mình đổi chính luôn cái chị, thay vì ngồi đó hai bên đứa hai đi hai bên. Ừ, cũng được. Ngồi với lòng anh luôn nè. Thôi. Anh đã nói anh đã sùi bài lụi rồi chị. Ngồi lên. Đây nè, nói thấy là mấy em là anh chuyển bài thành liệt, chuyển điệp thành sùi. Dạ. Không ấy, còn cái nếu mà em có thể viện vô đây được không anh? Rồi là xe tay viện. Đâu, xe của anh có chế độ massage cho mấy đứa. Có, xe của anh đủ chế độ hết luôn, không có thiếu luôn. Ủa, xe anh có camera luôn nè, bà con cô bác ơi, camera hành trình luôn á. Có, okay. có nhiều đặc điểm mình chị chưa biết đâu. Trời ơi. Ở dưới bốc lên đúng không, ở trên bốc xuống. Anh quay cái cam mà sao nó zoom quá anh ơi. Trời ơi. Ủa, ai đây? Dạ. Cam nó chỉ ra đâu vậy, sao em thấy em trong đó? Đằng trước là phía sau. Ủa, ai vậy? Ai vậy? Sao vậy? Ngân, đứng ngay cái chỗ. Nè, Nguyễn Thị Ngân. Sao đứng ngay tầm ngắm của anh? Cái cam nó ở đâu? Là bốn góc luôn ha anh. Bốn góc hay quá. Nè, đi ra đây để làm quen với anh nè. Em phải sấn sổ giống như Tuấn. Thì mình đã về sau mình phải chơi sao cho lại đội bạn. Anh Lộ thấy em sao? Anh Lộ thấy em sao? Em quá. Nói cái giọng có thằng Thanh chưa coi. Anh Lộ. Anh Lộ.
Không, nhưng bây giờ khởi hành thôi bà con cô bác ơi, bây giờ cũng đỡ đỡ nắng rồi đó. Cẩn thận nghe, coi chừng nó quệt cái áo dài vô. Rồi đi thôi. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại sân vận động tỉnh Long An số 7 điện thoại cầm đồng hoàng tỉnh Long An sẽ diễn ra đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn có sự tham gia của dân ca cho bác Danh Hài Bảo Trung, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ Trung Nhí, ca sĩ Huyền Loan, ca sĩ Du Học Loan, ca sĩ Hoàng Trang, ca sĩ Châu Ngọc Tiên, ca sĩ Trường Sơn, Nguyễn Kháo, Lan Anh dẫn chương trình Khương Dừa, Huỳnh Thơ. Bà con cô bác đặt vé vui lòng gọi 0703 670 607 0703 670 428, 0703 670 488, hoặc mua vé trực tiếp tại sân vận động tỉnh Long An số 7 Trương Định, phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An, hoặc hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, rất trọng kính mời và kính mời người ta sửa lên trước. Bà con cô bác thân mến, vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 4 lên nữa được không? 2024 tại sân vận động. Con hết cỡ chưa? Là con hết cỡ rồi hả? Phố Tân An, tỉnh Long An sẽ diễn ra đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn có sự tham gia của dân ca Châu Thanh, Danh Hài Bảo Trung, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ Dũng Nhí, ca sĩ Thùy Trang, ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Châu Ngọc Tiên, ca sĩ Trường Sơn, Nguyễn Thắng, Lan Anh dẫn chương trình Khương Dừa, Huỳnh Thơ. Bà con cô bác đặt vé vui lòng gọi 0703 670 607 0703 670 488. Mấy anh ơi, 670 488. Mua vé trực tiếp tại nhà. Mấy anh ơi, mấy anh có người chương trình hôm nay sao bị trường hỗn hộ? Cái nét rồi em, mấy anh ơi, vé trực tiếp tại nhà. Số 113 kể từ thành phố Hồ Chí Minh. Một đêm duy nhất, cứ đọc kính mời, dạ kính mời. Dạ, nôn sao nhìn trường không? Dạ, chỉ cho ông ta mua vé. Dạ. Dạ. Dạ, chào anh. Trời đất ơi. Gì vậy? Dạ. Xúc xúc. Bà con cô bác thân mến, vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 4 2020. Dạ, với bà con cô bác thân mến, vậy ông biết chương trình kinh tế của sân trường ủng hộ cho kinh tế của em với bà con cô bác ơi. Ngôi Sao Miệt Vườn. Xin chào quý bà con cô bác. Miệt Vườn có sự tham gia của danh ca Châu Thanh, Danh Hài Bảo Trung, nghệ sĩ Dạ, hay ưu thương ủng hộ nghệ sĩ của em, nghệ sĩ ưu tú Minh Vườn. Vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 4 số 7 trần này ạ. Ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Châu Ngọc Tiên, ca sĩ Trường Sơn, Nguyễn Thắng, Lan Anh, Khương Dừa, Quỳnh Thơ. Bà con cô bác đặt vé vui lòng gọi 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một đêm duy nhất, trân trọng kính mời và kính mời. Dạ, với bà con cô bác thân mến ơi, hiện nay thì cái nét Ngôi Sao Miệt Vườn của Khương Dừa đã về tới tỉnh Long An. Chờ lúc thứ 7 ngày 20 tháng 4 lúc 19 giờ. Xin chúc mừng quý bà con cô bác hãy ủng hộ tại sân vận động tỉnh Long An. Dạ, chỉ một đêm duy nhất bà con cô bác ơi. Một đêm duy nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chứng động chứng lời, dạ chứng lời. Dạ, xin cũng thưa tất cả quý bà con cô bác và các bạn ở thành phố Long An. Dạ, con chào cô. Dạ, thì hiện nay cái nét con thăm trường của xin được bây giờ đã về tới tỉnh Long An. Dạ, dạ, hôm nay được con đi bán vé. Nếu mà các cô chú anh chị có ai yêu thích chương trình cái nét con thăm trường thì hãy ghé lại ủng hộ từng chiếc vé cho tụi con nha. Dạ, con xin chào. Đêm duy nhất trân trọng kính mời và kính mời. Nỗi sao biển trường người lắm người ơi, dạ xin mời với bà con cô bác ạ. Dạ xin chào ngoại, xin chào anh. Dạ 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 dạ. Dạ, xin chào quý bà con cô bác. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, trân trọng kính mời và kính mời. Dạ, xin chào cô, xin chào tất cả bà con cô bác ạ. Vâng, quý bà con cô bác hãy ủng hộ cho tôi nhé. Cảm ơn cô sau một trường, dạ, xin chào cô. Dạ, xin chào chị. Dạ, dễ thương chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chị mua vé chưa? Ngôi sao biệt vườn chưa? Dạ, ở sân vận động tỉnh Long An đó chị. Số 7 Chương Định. Số 7 đây nè. Số 7 đường Chương Định đó chị. Ngay chỗ nhà dạ, chị có 100.000 vé thôi, dạ em chào mấy anh. Dạ. Dạ, tối thứ 7 này nếu mà chị yêu thương chương trình chị đến nha. Có dân Hà Bảo Trung nè, rồi Kim Tấn Long, Ngọc Huyền, Đăng Ca Châu Thanh, ca sĩ Quỳnh Trang, Minh Lý, Dũng Lý à. Dạ. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến, vào lúc 19 giờ ngày 24/4/2024 tại sân vận động tỉnh Long An số 7 Chương Định, thành phố Tân An, tỉnh Long An sẽ diễn ra đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn có sự tham gia của danh ca cô bác, danh hài Bảo Trung, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ Dũng Nhí, ca sĩ Huy Trang, ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Châu Ngọc Ti, ca sĩ Trường Sơn, Nguyễn Thắng, Lan Anh, dẫn chương trình Khương Dừa, Huỳnh Thơ. Bà con cô bác đặt vé vui lòng gọi 0703 670 607, 0703 670 428, 0703 670 488, hoặc mua vé trực tiếp tại sân vận động tỉnh Long An số 7 Trương Định, phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An, hoặc gọi quán Ngôi Sao Miệt Vườn số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, trân trọng kính mời và kính mời. Bà con cô bác thân mến, vào lúc 19 giờ ngày 20/4/2024 tại sân vận động tỉnh Long An số 7 Chương Định, bà con đi, sẽ diễn ra đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn có sự tham gia của dân. Dạ, tôi chào quý bà con cô bác ạ. Thì hôm nay là tụi con là bên sư phụ Khương Dừa về tỉnh Long An để tổ chức chương trình gánh hát Ngôi Sao Miệt Vườn. Thì rất mong quý bà con cô bác vào ngày 20/4 giờ lúc 19 giờ quý bà con cô bác hãy đến với sân vận động tỉnh Long An để ủng hộ tụi con những chiếc vé nha. Một vé chỉ có 100.000. Dạ, có tất cả cô chú nghệ sĩ như là dân hài Bảo Trung, dân ca Châu Thanh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Thùy Trang, ca nhạc sĩ Trường Sơn, Châu Ngọc Tiên, anh Phương Dừa và em Sư Huỳnh Thơ là. Dạ, thì bây giờ con cũng muốn đến đây thì cũng sẽ hát phục vụ cho tất cả quý bà con cô bác đang có mặt ở đây ạ. Dạ. Dạ, con xin chào tất cả bà con. Dạ, bây giờ con sẽ đi phát tờ rơi cho bà con nghe. Ông Độ ông chở vợ đi bán gì á. Dạ. Dạ em ơi, vợ chú Độ. Dạ. Nói hay chào mấy bạn cũ mà. Dạ. Vợ anh Độ. Em không? Dạ. Vợ anh Độ à, vợ anh Độ. Đông đông nè.
cô bác ơi, hôm nay mình khỏi ra chợ, chợ phường 1, phường 2, phường 3 là thấy mấy đội kia đi nhiều rồi, đã cùng đi cho nên rồi mình sẽ đi những khu vực này thì thấy rất là đông quá anh Độ. Đúng rồi. Mình thấy rất là đông. Dạ. Rồi. Mình dừng ở đây được rồi ha. Xong rồi sẽ thông tin với bà con cô bác ở Lai Châu. Dạ con xin chào quý bà con cô bác và chúc bà con một buổi chiều vui vẻ. Dạ thì hôm nay là gánh hát ngôi sao Việt Vườn của anh Phương Dừa đã về tới tỉnh Long An tại sân vận động tỉnh Long An. Ngày vào ngày 20 tháng 4 thứ bảy tuần này lúc 19 giờ sẽ diễn ra một chương trình đại nhạc hội với các nghệ sĩ danh hài Bảo Trung, danh ca Châu Thanh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền, nghệ sĩ ưu tú Chi Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Thùy Trang, ca sĩ Dương Hồng Loan, danh hài Dũng Dí, ca sĩ Trường Sơn, ca sĩ Châu Ngọc Tiên. Thế là anh Phương Dừa và chị Quỳnh Thơ à. Xin chúc mong quý bà con cô bác hãy ủng hộ cho tụi con. Dạ xin gửi tặng cho tất cả quý bà con cô bác và bà con biết. Bà này là bây giờ là chưa biểu diễn đúng không? Đúng rồi. Ở đầu này là tóc dán rồi. Tiếp phục vụ chàng cái trước kìa. Yeah.
có sợ phiền bà con cô bác không á, tại vì mọi người sợ đang nghỉ ngơi á, nên là thôi có lẽ là mình sẽ chờ buổi chiều mát đi, đường ra chỗ nào mà mọi người thoải mái hơn, vậy là giờ đang yên tĩnh, nói chung là về chắc đầy đủ 4 giờ. Cảm ơn các cô chú, cảm ơn các cô chú, đang nghỉ ngơi và không có gì nên là khóc nhẹ nhẹ nhẹ, không có dám giật mạnh thanh độ. Cô chú mê cái người trẻ, còn khi mà ra mấy cái khu thảo điền với trẻ rồi mình cứ dập dập. Nói chung là cũng quảng bá cho cái sự kiện hôm nay thì nhiều cô chú. Dạ. Cảm ơn anh Bộ rất nhiều. Giờ mình chào bạn xong. Dạ. Bây giờ mình về chạy lại bên đó. Xong có đội khác sẽ đi với anh Bộ. Đi ra. Rất là nhiều đội. Vậy là qua bến mình phải sạc bình thì mới được. Sạc bình thế. Dạ. Anh Bộ này quá đắt xô luôn bà con cô bác. Cái máy này nó lớn lắm chứ mày gì đây đâu, cái máy nào, máy này nè, à là anh chưa có sạc á, bị gỡ một cái lo rồi, gỡ một cái lo gì bây giờ anh đi là anh không có sạc bình, tưởng bên em có dụng cụ máy vô, em có cái máy mà tại thấy trên xe anh có cái máy rồi thôi, không có mang theo, cái máy cái kia theo, kia theo nữa hỗ trợ bất công ngồi cũng không có chỗ ngồi để bạn này ngồi thoải mái, áo dài đó không rồi. Dạ. Cảm ơn anh Độ rất là nhiều đã hỗ trợ tụi em nha. Cảm ơn chồng nữa chồng. Cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều ủng hộ hành trình của team ba con đu dừa và ba team kia. Suốt một hành trình luôn, mỗi giờ quay clip quá trời luôn, bà con cô bác vẫn ủng hộ theo dõi. Nói chung là truyền thông được mỗi nơi chút chút thì bà con cô bác ơi, là mỗi người thêm chương trình. 20 tháng 4, 19 giờ tại sân vận động tỉnh Long An. Đúng rồi, dạ, mà chồng phải đuôi chồng. Đuôi chết. Chồng vui rồi, chồng vui hả? Dạ. Trời, nãy mới đi với thầm thướng. Mới đi với vợ kia, xong giờ đi với vợ này nữa. Vợ nhất vậy nhì mà, chồng thấy vợ nào đẹp hơn? Thôi đừng có hỏi vậy. Mẹ hỏi gì anh? Trả lời. Dạ. Bên kia mới là, người ta mới là đúng ha. À, bên kia là ăn gái thiệt. Bên kia mới là đúng, còn đây là pha cây. Dạ, em là ăn gái giả thôi. Em là men. Em sắp lấy vợ rồi đó. Mà chị chương trình Ngôi Sao Việt Vượt mà em phải vậy nè. Cô đòi quá, bắt chước dạ. Cũng ham, nói chung là cũng mê. Mê chở gái lắm á. Cảm ơn bà con cô bác, hẹn gặp dạ. Cô bác ở những clip sau nha.